Nhưng mà trong cái phần test của hôm trước chúng ta là chúng ta dùng JUnit test, chủ yếu là chúng ta test unit ở trên code. Và hôm nay thì mình sẽ đi thêm một phần nữa, nó sẽ hỗ trợ chúng ta test web net. Chúng ta sẽ chọn để mà tạo ra các cái ứng dụng mình có thể test được trên nền web. Nó vẫn test JUnit được, vẫn test được bình thường. Nó cũng cho phép các bạn cấu hình giống như là before, after, before class, after class, test bình thường. Nhưng mà nó hơn ở chỗ là trên cái test engine này nó hỗ trợ cái những cái phương thức để mà thao tác với Excel. Nó hỗ trợ những phương thức mà các bạn ra những cái report, và report ở dạng web nhìn nó clear, hình ảnh rõ ràng. Đó. Nó có thể lưu lại các cái file log và trong quá trình chạy ghi nhận. Test case của các bạn khi đưa vào thì nó có kịch bản test. Test cái gì trước, test cái gì sau, test cái gì với thông số nào. Thì cái kịch bản test của chúng ta viết nó sẽ phong phú hơn là JUnit. Ở trong cái này nó sẽ có kiểm thử song song, tức là kiểm thử cùng lúc. Nó sẽ chạy được nhiều tiến trình cùng lúc của chúng ta. Nó có thể kiểm thử đơn vị hoặc là kiểm thử kết hợp. Kiểm thử kết hợp là nhiều cái đơn vị kết hợp lại với nhau á. Người ta đang so sánh giữa JUnit và Test NG, thì cái phần mà kịch bản test thì Test NG nó không hỗ trợ. Còn đối với lại các cái phần ở trên thì nó đều giống nhau. Về phần cài đặt, hôm trước thì hôm qua thầy nói các bạn cài, thì các bạn xem người ta sẽ ghi là cài đặt sử dụng Eclipse Market, Mac Play, hoặc là cài đặt sử dụng là install software, hoặc là cài đặt bằng cách là chèn thư viện vào. Đó là ba cách cài. Mình muốn cài theo cách nào thì mình chọn một cách thôi. Chứ các bạn kia chỉ nhiều quá. Ví dụ như mình cài theo cái này, thì trong trường hợp này chúng ta cũng rất là cơ bản vào đây. Eclipse Marketplace. Thì các bạn sẽ tìm đến testng. Nếu mà máy chưa cài thì yêu cầu các bạn cài. Còn máy cài rồi thì thôi. Ở trong này. Mạng. Phải yêu cầu có mạng. Cho nên lúc hôm qua thầy yêu cầu các bạn là ở nhà cài trước là vậy. Nếu mà các bạn không có mạng thì lên đây các bạn tải nó rất là lâu. Rồi chờ nó chạy tí xíu. Như vậy trong khi mà chúng ta cài đặt cái testng thì trên cái phần Selenium chúng ta cũng chuẩn bị trước các cái file JAR liên quan. Như vậy những cái file liên quan ở đây, thứ nhất là Selenium Java 4.8.1 là tùy các bạn xài phiên bản nào. Và nó có một cái là không có chữ sọc, cái có. Và một cái nữa là Selenium Server. Server này để nó control cái web driver mà thầy tí nữa sẽ đang chỉ cho các bạn tải. Và một cái thư mục lib library á, trong này nó có rất nhiều cái thư viện ở bên trong. Thì khi mình tải về là nó có sẵn cho mình rồi. Các bạn lên các bạn search là Selenium Java 4.8.1 là nó ra nguyên thư mục luôn. Mình chỉ cần chừng đây cái thôi. Chừng đây cái là cho cái phần này. Chỗ này bạn sẽ là test ng go. Nếu như bạn chưa cài thì nó cho đường link các bạn cài. Còn nếu như mà bạn cài rồi thì nó báo ra đã install. Nó hơi chậm cho nên là nó load cũng lâu. Rồi khi mà mình có được cái test ng ở đây. Đây test ng của thầy đã cài rồi nè. Install thì như vậy thì ở chỗ này mình cài rồi thì thôi. Còn nếu chưa cài thì mình bấm vô install giống như thế này. Như vậy là mình đã cài được thư viện cho test ng.
Bây giờ mình sẽ tạo một cái dự án đầu tiên liên quan đến TestNG. Các bạn chọn New. Nó sẽ có hai cách để tạo dự án, là New dự án Maven hoặc là New dự án Java bình thường. Mình New bình thường trước. Bạn sẽ chọn ở đây vị trí để mà lưu cái project. Thì vị trí này trên đường dẫn không có tiếng Việt có dấu nha. Ổ nào mà có tiếng Việt có dấu thì các bạn đổi qua cái chỗ khác giúp thầy. Tiếng Việt có dấu mình dịch nó hơi bị lỗi. Như vậy ở đây project chúng ta sẽ ghi là L2 test ng ha. L2 là cái lớp của các bạn á. Lẻ 2 test ng. Và lúc này chúng ta sẽ chọn next. Ở trong này các bạn có thể finish hoặc các bạn có thể vào đây để các bạn add thư viện luôn. Thay vì tí nữa mình sẽ build build path thì bây giờ mình add thư viện ngay đây luôn. Các bạn nhớ chọn class path nha, đừng có chọn lên trên này là nó lỗi á. Chọn ở dưới nha. Và các bạn chọn cái library của chúng ta là testng net finish. Đây. Cái này model path là của thằng GDK. Còn của chúng ta là class path testng finish. Như vậy nếu như mà bạn tạo bằng cái phương thức bằng bằng cái cách này thì chúng ta chỉ cần thêm như vậy thôi. Tại vì chúng ta chưa cần đến cái Selenium. Cho nên tại thời điểm này mình cũng là unit test thôi. Thành ra là mình cứ bình thường. Và chỗ này các bạn sẽ new. Ở trong này nó có sẵn cái test ng, bạn có thể new một cái test ng class ở dưới này. Hoặc là bạn new ở trên này. New order thì nó cũng bạn tìm đến cái test ng lần đầu tiên thì lần sau nó cũng tự ra đây. Đó. Bạn đi ở đây cũng được, hoặc là bạn click vô cái sọt và bạn chọn ở dưới menu của chúng ta nó có test ng nè. Và bạn new class. Và nó sẽ hỏi các bạn là cái thư viện à cái thư mục mà bạn chứa thì chúng ta có L2 test ng. Chúng ta tìm ở đây L2 sọt. Ok. Package các bạn giả sử như các bạn để poly new test các bạn để cái sọt gì cũng được. Ví dụ như trong bài của mình tí nữa mình làm ở bên lab 4 thì nó sẽ có cái là first test title thì phải. Title web. Tùy mình để tên gì cũng được. Và đây, những cái annotation mà bạn muốn đính kèm. Ví dụ như là before method, tức là before mà mình học bên CD đó. Before. Rồi before after, rồi before class after class. Before test, after test. Như vậy thì cái này nó có thêm cái method và cái test nó khác tí xíu. À. Rồi cái nữa là cái data. Cái data này nó tương ứng với lại cái parameter bên kia là tham số, truyền tham số vào. Rồi mình chưa chọn gì cả. Mình nhấn finish. Ở đây chúng ta có thể viết một cái phương thức ở đây. Phương thức ví dụ như là public. Public in tổng int e phẩy int return a cộng b. Có một số bạn thầy mời lên để chấm lab 1 2, thầy yêu cầu là các bạn viết test ng không test g unit, tạo một dự án mới, tạo một hàm tổng và viết cái phương thức test cho nó. Các bạn không biết viết như vậy là cần phải bổ sung, phải rèn luyện thêm nha, chứ còn cái đó là cực kỳ cơ bản mà các bạn không biết viết nữa thì cũng hơi khó.
Chỗ này chúng ta sẽ kiểm thử nó. Ví dụ như các bạn sẽ kiểm tổng của năm thì các bạn sẽ có tổng của 2,3. Ví dụ như thế là bạn kiểm tổng cho nó ra 5 xem thì có đúng không? Nó y chang như là mình đang 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 kiểm ở bên GGNIT, chưa có gì mới cả. Đây chưa có gì mới hết. Và chúng ta chọn dân thì nó không phải là GUnit mà run test NG. Rồi thì nó cũng báo như là bình thường của chúng ta. Đối với lại cái này thì nó có cho phép mình biết được là ở trong này mình đang chạy thì nó có bao nhiêu cái test case đang chạy và kết quả nó như thế nào. Rồi mình refresh cái process này lại tí. Đây. Bây giờ các bạn thấy là đối với cái dự án này nè, khi mình refresh lại nó ra test out nè. Test output. Phải không? Thấy nó sinh ra cho mình nè. Test output này của mình giả sử như mà mình double click vô index. Đây. Nó báo cáo report ra cho mình nè. Như vậy là mình trong này cái bài của mình nó có một method ha. Rồi nhiệm vụ của chúng ta ở đây đó, nó có ghi nhận gì hay không, có ghi nhận gì hay không, test như thế nào, tất cả những cái mà nó có kết quả test ở đây. Cái nữa chúng ta có thể vào xem một số cái thông tin. Test ng x email index report. Đây report của mình nè, cái test của mình với cái phương mà thức mình ghi test là chữ F nè, được chưa? Rồi path, rồi thời gian test nè, thời gian test. Như vậy thì chỗ này chúng ta không cần đo, nó tự đo đó, thời gian test nó lên report, tất cả mọi thứ là bạn đều có report hết. Như vậy test ng thì nó được cái hay là nó hỗ trợ cho mình rất là nhiều thứ liên quan đến cái việc là mình có thể xem được cái report của nó, xem được cái report của nó ở đây. Rồi giả sử như là mình cố tình mình test fail thì chuyện gì xảy ra? Ví dụ như chỗ này mình không phải là 7 mà là 73. Rồi cuối cùng nó sẽ báo cho mình là có một bạn đang fail 7 chứ không phải là 73. Và mình sẽ cập nhật cái này lại bằng cách là refresh F5. Index. Đây. Nó báo lỗi nè. Nó đưa cái này ra report cho mình nè. Được chưa? Như vậy test của mình có một bạn lỗi nè. Đó, lỗi này của test case là F. Report time. Test. Như vậy thì chúng ta muốn xem lỗi thì chúng ta có thể xem lại ở đây. Đó là khác nhau giữa cái GUnit và test NG. Một cái cực kỳ cơ bản.